Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Midsize Con 3.0, một mẫu xe đạp thể thao địa hình được trang bị khung nhôm và bộ chuyển động full Shimano Atut, bộ đùi trục rỗng, bánh 26 inch, toàn bộ xe là nguyên bản chính hãng, khung nhôm nước sơn trắng, cực kỳ là đẹp. Nhôm chủ đạo của chiếc xe là nhôm 6061, một loại nhôm mà có cái chịu được cái cường độ cực kỳ mạnh, cái độ bền chống bào mòn rất là cao. Hầu như là sản xuất cái loại nhôm này là nhôm chuyên dụng để sản xuất khung xe đạp. Bộ đùi trục rỗng và chạy full bộ group chuyển động Shimano Atut. Toàn bộ đồ ở trên xe vẫn là nguyên bản chính hãng, xe nguyên zin. Mức giá em đang bán tại cửa hàng thì cũng là 6.200.000, một mức giá cực kỳ là tốt cho một chiếc xe Midsize. Trang bị bên trên ghi đông là bộ tay bấm cũng là của Shimano Atut với 9 speed tương đương với 9 tầng lip, bên này là 3 tương đương cho 3 tầng đĩa. Bộ phanh dầu Shimano, vành Midsize theo xe, bánh là 26 inch. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atut với 9 nít và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau, chuyển động cực kỳ mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 6.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh và cộng thêm ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.